Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về quy trình bảo dưỡng vệ sinh bơm giải nhiệt. Để chuẩn bị vệ sinh và bảo dưỡng bơm giải nhiệt, ta cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Thứ nhất, biển cảnh báo, ampe kìm, cà nê, mỏ nết, kìm, tô vít, chổi, găng tay và khăn tay. Tiếp theo, ta tiến hành tháo vỏ lồng quạt để vệ sinh cánh quạt. Sau khi đã tháo nắp vỏ lồng quạt, ta tiến hành vệ sinh sạch sẽ cánh quạt. Và toàn bộ thân máy. Sau khi vệ sinh cánh quạt và vỏ máy của bơm nước nóng, ta tiến hành lắp vỏ lồng quạt vào. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình vệ sinh bảo dưỡng bơm giải nhiệt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.